Chào mừng các bạn đến với Tuli Simple. Chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ bình luận về tư duy, ba cái tư duy mà hiện chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng phức tạp và thay đổi nhanh chóng. Để thành công trong cái thế giới này, chúng ta cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, bao gồm tư duy phản biện, phân tích và thiết kế. Và hãy cùng nhau hiểu rõ hơn về ba tư duy này và cách áp dụng chúng trong mọi trường hợp như là công việc, cuộc sống hay cách để giải quyết một khúc mắc nào đó. Và cái tư duy đầu tiên đó là phản biện, là khả năng suy nghĩ rõ ràng, khách quan và đánh giá thông tin, lập luận một cách khách quan nhất để đưa ra được cái kết luận hợp lý. Nó liên quan đến việc đặt câu hỏi, xem xét các khía cạnh khác nhau của một vấn đề và đánh giá cái mức độ đáng tin cậy của cái thông tin. Tư duy phản biện là một kỹ năng quan trọng cần có trong cuộc sống, giúp chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt, giải quyết các vấn đề hiệu quả và tránh bị lừa dối bởi thông tin sai lệch. Ví dụ thứ nhất đó là thông tin thì theo một cái bài báo trên trang web của tổ chức WHO là bệnh sốt rét là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi ký sinh trùng Plasmodium. Bệnh này được truyền sang người sau khi muỗi Anopheles đốt. Một số người thì có thể cho rằng bệnh sốt rét chỉ là một vấn đề ở các nước châu Phi, nước nghèo. Tuy nhiên, thực tế là bệnh sốt rét vẫn là một vấn đề sức khỏe đáng kể ở nhiều quốc gia, bao gồm cả ở Hoa Kỳ nữa. Thì theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, khoảng 1.500 trường hợp mắc bệnh sốt rét được báo cáo ở Hoa Kỳ mỗi năm, theo như Center for Disease Control and Prevention. Trong trường hợp này, chúng ta có thể tìm thấy thông tin từ các tổ chức y tế uy tín khác, không phải nhất thiết là từ CDC. Chúng ta cũng có thể tìm kiếm thông tin từ các nghiên cứu khoa học được công bố trước đây. Riêng mình thì do lợi thế thông thạo ít nhất khoảng 3 ngôn ngữ, mình sẽ kiểm tra thông tin bằng cả tiếng Việt, tiếng Ba Lan, tiếng Anh để so sánh. Và cái ví dụ tiếp theo đó là theo một bài báo thông tin trên trang web của NASA về Climate Change, NASA có bằng chứng rõ ràng cho thấy khí hậu trái đất đang ấm lên. Bằng chứng này bao gồm sự gia tăng nhiệt độ trung bình, sự tan chảy của băng và tuyết và sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Một số người có thể cho rằng biến đổi khí hậu là một âm mưu của nhà khoa học. Tuy nhiên, thực tế là có một sự đồng thuận khoa học rộng rãi về việc biến đổi khí hậu là do hoạt động của con người. Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC có sự đồng thuận rất là cao. Và trong giới khoa học ấy, họ nghĩ rằng biến đổi khí hậu đang xảy ra và là do hoạt động của con người. Và sau đây là một số kỹ năng tư duy phản biện cơ bản. Thứ nhất, đó là xác định giả định tư duy phản biện, đòi hỏi chúng ta phải xác định các cái giả định được đưa ra trong một cuộc thảo luận hoặc là lập luận. Các cái giả định là những cái điều được cho là đúng mà không cần phải chứng minh nó. Thứ hai là xem xét nhiều góc nhìn, đòi hỏi chúng ta phải xem xét nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề. Điều này giúp chúng ta tránh bị mắc kẹt trong cái suy nghĩ lầm tưởng của chính mình và có được cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề. Và chúng ta có thể đánh giá bằng chứng, đòi hỏi chúng ta phải đánh giá những cái bằng chứng thiết thực một cách khách quan nhất. Chúng ta cần xem xét nguồn gốc của bằng chứng, sự đáng tin cậy của nó và mức độ phù hợp với tuyên bố được đưa ra. Và nhận ra các lỗi logic, tư duy phản biện đòi hỏi chúng ta phải nhận ra được cái lỗi logic trong lập luận. Các lỗi logic là tư duy phản biện thì có phân biệt giữa quan điểm và thực tế là những điều có thể là được chứng minh là đúng, trong khi quan điểm là những niềm tin hoặc ý kiến cá nhân. Tư duy phản biện có một kỹ năng có thể được học và phát triển đi đôi với thực hành nữa. Và đây là một số cách để cải thiện cái tư duy phản biện của bạn. Học hỏi từ những người khác. Hãy dành thời gian nói chuyện với những người có tư duy phản biện tốt. Họ có thể giúp bạn học hỏi những kỹ năng mới và phát triển cái tư duy phản biện của chính bạn. Đọc sách, tại bài báo này, podcast về tư duy phản biện có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm và kỹ năng liên quan đến. Có rất nhiều bài tập tư duy phản biện có sẵn trực tuyến online trong các sách giáo khoa, trong các cuốn sách, hoặc là có thể làm bài tập có thể giúp bạn cải thiện khả năng áp dụng các cái kỹ năng tư duy phản biện vào thực tế. Những ví dụ này cho thấy tầm quan trọng của tư duy phản biện trong việc là đánh giá thông tin và đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Và tư duy phản biện thì giúp chúng ta tránh bị mắc lừa bởi những cái thông tin sai lệch hoặc là thiếu chính xác. Tiếp theo đó là tư duy phân tích, là khả năng phân tích thông tin một cách logic và hệ thống để
để có thể hiểu rõ hơn về nó liên quan đến việc xác định và các thành phần của thông tin, tìm kiếm các mối quan hệ giữa chúng và rút ra được cái kết luận từ thông tin. Phân tích là một kỹ năng quan trọng cần trong nhiều lĩnh vực bao gồm giáo dục, kinh doanh, khoa học hay là công nghệ. Một số ví dụ về tư duy phân tích trong thực tế có thể là một luật sư khi ra mắt một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, các luật sư thì cần sử dụng tư duy phân tích để đánh giá các vấn đề về pháp lý tiềm ẩn. Họ cần xem xét các quy định hiện hành, các mối đe dọa tiềm ẩn về quyền sở hữu trí tuệ và các rủi ro khác nữa. Chẳng hạn như là một công ty đang phát triển một ứng dụng mới cho phép người dùng chia sẻ thông tin cá nhân, các luật sư của công ty cần xem xét các quy định về bảo vệ dữ liệu để đảm bảo rằng cái ứng dụng tuân thủ các quy định. Và họ cũng cần xem xét các cái mối đe dọa tiềm ẩn về quyền sở hữu trí tuệ này, như là vi phạm bản quyền hoặc là nhãn hiệu. Nhà khoa học thì các cái nhà khoa học cũng cần những cái tư duy phân tích để thiết kế các thí nghiệm và phân tích dữ liệu. Họ cần xem xét các giả thuyết, các biến số cần kiểm soát và các phương pháp có thể đo lường. Có thể là một nhà khoa học đang nghiên cứu một loại thuốc mới để điều trị bệnh ung thư, và cái nhà khoa học này cần thiết kế một thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả của thuốc và cần xem xét các giả thuyết của mình, chẳng hạn như là thuốc có hiệu quả hơn cái phương pháp mà đang điều trị hiện tại hay không, và cũng cần kiểm soát lại này, chẳng hạn như là tuổi tác và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Việc ra mắt sản phẩm hoặc dịch vụ mới, các doanh nghiệp cần sử dụng tư duy phân tích để đánh giá nhu cầu của thị trường, xác định các cái đối thủ cạnh tranh và phát triển một chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn. Chẳng hạn như là một công ty công nghệ để đang phát triển một chiếc điện thoại thông minh mới. Công ty sử dụng tư duy phân tích để đánh giá nhu cầu của thị trường này, như là các tính năng quan trọng nhất đối với người tiêu dùng, user experience, user friendly. Và một công ty bán lẻ thì đang phát triển một cái chương trình khách hàng thân thiết mới. Công ty này sử dụng tư duy phân tích để đánh giá dữ liệu về lịch sử mua sắm của khách hàng, hoặc là để phát triển các ưu đãi và phần thưởng hấp dẫn cho khách hàng nữa. Thì một cái công ty dịch vụ tài chính này đang phát triển một sản phẩm bảo hiểm mới, thì công ty này có thể sử dụng tư duy phân tích để đánh giá rủi ro tiềm ẩn của sản phẩm, sử dụng tư duy phân tích để phát triển một mức phí bảo hiểm phù hợp nhất với cả khách hàng. Tư duy phân tích là một phần của tư duy phản biện. Cho nên thì một kỹ năng quan trọng để áp dụng tư duy phân tích một cách hiệu quả thì chúng ta cần thu thập thông tin này từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích các thông tin một cách khách quan và không thiên vị, xem xét các khía cạnh khác nhau của một vấn đề, tìm kiếm các mối liên hệ giữa các thông tin này, đưa ra kết luận có căn cứ nhất. Và lấy một ví dụ khác nhé, ví dụ như là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tư duy phân tích là một kỹ năng quan trọng cần có trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc chọn trường đại học này, mua laptop này, hay tìm việc, mua bất động sản. Khi mà mình chọn trường đại học, tư duy phân tích có thể giúp bạn đánh giá các yếu tố khác nhau như là mục tiêu nghề nghiệp, trường đại học nào cung cấp chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bạn, chất lượng giảng dạy và cái trường đại học nào có đội ngũ giảng viên giỏi, có kinh nghiệm và có danh tiếng tốt. Cơ sở vật chất thì sao? Trường đại học nào có cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của bạn. Chi phí nữa, học tập và sinh hoạt tại trường đại học nào phù hợp với khả năng tài chính của bạn. Bạn có thể thu thập thông tin về các trường đại học này thông qua nhiều nguồn khác nhau, bao gồm như là những cái trang web này, những cái hướng dẫn báo cáo xếp hạng này, trò chuyện với sinh viên, cựu sinh viên của trường, tham quan trường. Bằng cách phân tích các yếu tố này một cách khách quan nhất, bạn có thể đưa ra quyết định lựa chọn trường đại học phù hợp với bản thân. Hoặc là khi mua laptop mới thì tư duy phân tích có thể giúp bạn đánh giá các yếu tố khác nhau như là mục đích sử dụng của laptop, bạn sẽ sử dụng laptop cho mục đích gì, học tập, làm việc, giải trí hay là cả ba. Tính năng laptop cần có những tính năng gì để đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng của bạn, hiệu năng của nó nữa này, có đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu, ví dụ như bạn chỉnh sửa video này, hay là kích thước màn hình 13 hay là 16 inch, có nhiều nhu cầu khác nhau đúng không? Thiết kế nữa là thiết kế đẹp mắt, minimalistic hay là gọn nhẹ phù hợp với sở thích của bạn, giá cả thì phù hợp với ngân sách của bạn đúng không? Thì có thể tham khảo thêm để dễ nhận
và dễ phân tích hơn, như là xem ý kiến của người mua này, xếp hạng laptop trên nhiều trang web khác nhau, so sánh với nhiều thương hiệu khác nhau, giá trị thực sự so với số tiền mà bạn phải bỏ ra, nguồn gốc của sản phẩm nữa này. Bằng cách sử dụng cái tư duy phân tích của bạn thì bạn có thể thu thập thông tin, so sánh các sản phẩm với nhau và đưa ra cái quyết định hiệu quả nhất. Tiếp theo, tư duy thứ ba đó là tư duy thiết kế, là một quá trình sáng tạo dựa trên sự đồng cảm, sử dụng sự hiểu biết về người dùng để phát triển các cái giải pháp sáng tạo cho các vấn đề. Nó là một quá trình không tuyến tính, bao gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là empathize, hiểu nhu cầu và mong muốn người dùng. Thứ hai là define, là xác định vấn đề dựa trên sự hiểu biết của người dùng. Thứ ba là ideate, phát triển các ý tưởng giải pháp. Thứ tư là prototype, tạo ra các bản mẫu của các ý tưởng giải pháp. Thứ năm là test, lấy phản hồi từ người dùng về các cái bản mẫu. Và một số ví dụ cụ thể về thiết kế suy nghĩ đang được sử dụng trong thế giới thực tại, đó là Google sử dụng tư duy này để phát triển các cái tính năng mới cho sản phẩm của mình. Thì ví dụ họ đã sử dụng tư duy thiết kế để phát triển tính năng Google Assistant, một trợ lý ảo có thể giúp người dùng thực hiện các cái tác vụ như là đặt báo thức, tìm kiếm thông tin, điều khiển thiết bị nhà thông minh chẳng hạn. Và mình là một cái ví dụ là mình đang dùng Google Nest Hub để kết nối các cái thiết bị thông minh trong nhà như là đèn, nồi chiên, air fryer, máy hút bụi, loa nhạc, tivi vào một cách rất hiện đại và thông minh. IDEO đã sử dụng tư duy thiết kế để giải quyết các vấn đề xã hội. Họ đã phát triển một cái chương trình giáo dục cho trẻ em gái ở châu Phi và một hệ thống cung cấp nước sạch cho các cộng đồng nghèo ở châu Phi. Và một nhóm các sinh viên đại học khác thì đã sử dụng cái thiết kế để phát triển một ứng dụng giúp mọi người ăn uống lành mạnh hơn. Ứng dụng này cung cấp các cái công thức nấu ăn này, lời khuyên dinh dưỡng này và các cái tính năng khác nữa để theo dõi giúp mọi người đạt được cái mục tiêu ăn uống lành mạnh của họ. Design Thinking là một công cụ mạnh có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp và tạo ra cái giải pháp sáng tạo bằng cách hiểu nhu cầu của người dùng và sử dụng sự đồng cảm, có thể giúp chúng ta tạo ra các giải pháp thực sự là có ý nghĩa. Tư duy này có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như là cách mình thiết kế lại căn hộ nhỏ của mình 45m2, 45m2 cho phù hợp với cả đời sống của ba người. Trong phòng khách nhà mình thì có lắp đặt một cái chiếc giường, đằng sau mình đây là chiếc giường kiểu Murphy. Khi các bạn không ngủ thì bạn có thể dựng nó lên và trông nó chẳng khác nào một cái chiếc tủ đứng, vừa gọn gàng thanh lịch lại chiếm rất là ít diện tích. Mình thiết kế lấy theo ý tưởng của trang Never Too Small và cuốn sách Factfulness, đó là cái 10 reasons we're wrong about the world and why things are better than you think. Thì sách của Hans Rosling là một cái cuốn sách phi hư cấu được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2018. Và cuốn sách này thì kể về cuộc đời và công việc của ông, một nhà khoa học, nhà hoạt động. Ông là người Thụy Điển và ông Rosling đã dành nhiều năm nghiên cứu, phân tích dữ liệu về các vấn đề phát triển trên thế giới. Ông phát hiện ra rằng trái với cái suy nghĩ của nhiều người trong chúng ta thì thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn theo nhiều cách. Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin và số liệu thống kê để chứng minh cho những cái tuyên bố của ông thực tế từ khắp nơi trên thế giới, để minh họa cho những cái tiến bộ đang diễn ra. Và những cái điều chúng ta học được từ cuốn sách này là gì? Đó là một số điều cụ thể, như là có thể cung cấp nhiều cái bằng chứng cho thấy thế giới là đang trở nên tốt đẹp hơn về nhiều mặt. Thế nhưng mà chẳng hạn như là tuổi thọ trung bình này đang tăng lên này, tỷ lệ biết chữ cũng đang tăng lên này, tỷ lệ nghèo đói cũng đang giảm, tỷ lệ tử vong do bệnh tật đang giảm và tỷ lệ nạn đói cũng đang giảm, tức là có nhiều cái sự tốt đẹp thay đổi. Cuốn sách chỉ ra rằng chúng ta có xu hướng là phóng đại những cái vấn đề của thế giới và ta thường là tập trung vào những cái điều rất những cái tin tức này, breaking news tiêu cực, và ít khi nào để ý đến những cái tin tức kiểu như là dạng tích cực. Chúng ta cần nhìn nhận thế giới một cách khách quan hơn, cần dựa trên dữ liệu và bằng chứng để đưa ra kết luận về thế giới trước khi chúng ta nói về một điều gì. In school. Here you can see men went 8 years. How long did women go to school? Well, we ask the Swedes like this. And that gives you a hint, doesn't it?
The right answer is probably the one where fewest Swedes pick, isn't it? Let's see. Here we come. Yes. Women have almost catched up. This is the US public. This is the US public. And this is you. Here you come. Ooh. Well, congratulations. You're twice as good as the Swedes, but you're not with me. Người tiếp theo đó là Simon Sinek, là một nhà tư tưởng chiến lược và một tác giả người Mỹ gốc Anh. Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất New York Times với Tại sao, làm thế nào những nhà lãnh đạo vĩ đại truyền cảm hứng cho mọi người hành động. Và trong cái cuốn sách của Sinek thì ông lập luận ra rằng các cái tổ chức thành công nhất là những cái tổ chức có thể truyền cảm hứng cho mọi người hành động theo một cách có ý nghĩa nhất. Ông cho rằng điều này bắt đầu bằng cái việc là hiểu rõ tại sao một tổ chức tồn tại chứ không chỉ làm gì hoặc làm thế nào. Cuốn sách Start With Why áp dụng tư duy phản biện như thế nào? Và Sinek nổi tiếng với mô hình là Golden Circle, vòng tròn vàng, và một mô hình, đó là một mô hình mô tả các cái tổ chức thành công truyền cảm hứng cho mọi người hành động. Và vòng tròn vàng bao gồm 3 vòng tròn đồng tâm, đó là thứ nhất why, tại sao tổ chức tồn tại, mục đích cốt lõi của tổ chức là gì, và hai là how, làm thế nào các tổ chức hoạt động để đạt được mục đích của mình, và ba là what, làm gì, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà tổ chức đó cung cấp. Những câu hỏi này sẽ giúp tổ chức hiểu rõ hơn về tại sao của họ và truyền đạt nó một cách rõ ràng, mạch lạc hơn. Cuốn sách Start With Why áp dụng tư duy để phân tích như thế nào? Và đây là một số ví dụ về cách các tổ chức đã sử dụng mô hình vòng tròn vàng của Sinek để truyền cảm hứng cho mọi người hành động cụ thể hơn, như là Apple thì câu hỏi tại sao và đã tạo ra những sản phẩm tuyệt vời mà mọi người đều yêu thích. Nike, tại sao? Đó là khơi dậy con người ở mọi nơi mọi lúc để có thể tập thể dục. Hay là Tupperware, tại sao? Thì để giúp mọi người ăn uống lành mạnh hơn. Làm thế nào để làm sắc bén những tư duy phản biện, thiết kế hay là phân tích? Thì để làm sắc bén những cái tư duy phản biện, thiết kế hay là phân tích bất cứ một cái tư duy nào thì chúng ta cần rèn luyện các kỹ năng này một cách thường xuyên. Và sau đây là một số cách để rèn luyện các kỹ năng này. Thứ nhất, đó là bạn luôn luôn đặt câu hỏi về mọi thứ bạn nghe thấy hoặc là bạn đọc. Đừng ngại đặt câu hỏi ngay cả khi nghe có vẻ rất là ngớ ngẩn, đúng không? Và có nhiều khi trong trường học thì bạn hay là trong lớp học thì bạn có thể tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn. Đừng chỉ dựa vào một nguồn thông tin duy nhất, và hãy tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để có thể có được cái bức tranh hoàn cảnh bao quát, đánh giá thông tin một cách khách quan hơn. Đừng để cái cảm xúc của mình hoặc niềm tin của bạn ảnh hưởng đến việc cái đánh giá một cái thông tin nào đó, và tìm kiếm các cái mối quan hệ giữa các sự kiện nữa, tức là connecting the dots ấy. Đừng chỉ nhìn nhận sự kiện một cách riêng lẻ, nhìn nó một cách riêng lẻ. Rèn luyện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy thiết kế, phân tích là một quá trình lâu dài và cần có sự kiên trì. Tuy nhiên, những kỹ năng này là vô cùng quan trọng trong cuộc sống và sẽ giúp bạn thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn, và các bạn có thể áp dụng vào cuộc sống, công việc hay là học tập, hay là những cái vấn đề mà bạn gặp hàng ngày. Chúc các bạn luôn may mắn và có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và mong các bạn có thể nhấn nút like hoặc là subscribe kênh YouTube của mình, cũng như là theo dõi mình trên Facebook. Mình cũng có một trang blog tựa đề là tulipsymbol.com. Xin tha tạ và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.